Đây là Lenda, hai cô gái này đã cùng làm nhiệm vụ với Zeus, họ đang bàn về số 666, tức là công chúa Zeus. Lenda bảo, nghe nói cô ta đã tự trở thành địch. Hai cô gái kia nói tình hình lúc đó rất tệ, nhưng nếu gọi đó là phản bội thì cũng hơi tàn nhẫn. Lenda là người trực tiếp hướng dẫn Zeus, nếu tổ chức có xử phạt thì Lenda muốn họ nâng tay một chút. Hai cô gái này nói vụ này đã nằm ngoài tầm tay của thất ảnh rồi. Có nghĩa là minh chủ Shadow sẽ đưa ra phán quyết với cô ấy. Bất kỳ quyền lực hay sức mạnh nào cũng vô nghĩa trước ngài ấy. Không ai có thể chống lại ý của ngài ấy. Lenda thở dài mà nói, xem ra chúng ta không thể làm gì rồi. Sid lúc này vừa đi bộ, vừa nói phản đối việc kết hôn. Bỗng nhiên phía sau có người gọi, nhìn cái tâm hồn này thì chắc chắn là Epsilon rồi. Thế là Sid lên xe của Epsilon luôn. Epsilon nói, ở đất nước này nếu tài năng nghệ thuật được thừa nhận, thì sẽ được tôn trọng bất kể chủng tộc hay địa vị, vì thế nên tôi mới đường đường chính chính mà vào lâu đài thế này. Và có thể dẫn theo Sid với danh nghĩa là đệ tử số 1. Thực ra khả năng đánh piano của Epsilon là nhờ Sid chỉ dạy. Sid nói tâm hồn của Epsilon 99% là Slim. Liên tục điều khiển ma lực để Slim chuyển động theo sự thay đổi trọng tâm, ngay cả giả định thuyết hỗn loạn thì cũng quá lãng phí công sức. Epsilon đã cho những cấp dưới của mình trà trộn vào cung điện, lúc này tên công tước Gem đến, nghe bảo trưa nay Epsilon có buổi biểu diễn, đúng vậy hôm nay tôi sẽ trình diễn một bản nhạc mới. Mong rằng bản nhạc đó sẽ khiến công chúa Rose vui vẻ lên. Tên Gem nói, Rose cảm thấy không khỏe nên sẽ không tham gia, tên Gem đó chính là hôn phu của công chúa Rose. Sid nhìn hắn mà nói, đúng là một tên quý tộc phản diện điển hình. Tên Gem tò mò mà hỏi cậu trai này là ai vậy? Epsilon đáp, đây là cậu học trò duy nhất vĩ đại và tối cao của tôi. Nhưng vì Sid vẫn chưa có giấy phép vào lâu đài, nên nếu cậu muốn tiếp tục ở đây thì hãy trình diễn một bài nhạc. Ok, thích thì nhích luôn. Ta sẽ đóng vai quần chúng biết chơi đàn. Người dân thì đang khổ sở mà đám quý tộc thì vàng đeo đầy người ra. Lúc này bản nhạc vang lên, nó hay tới mức khiến cả lâu đài như ngưng động, tất cả chìm đắm vào bài nhạc. Nhân lúc mọi người đang đắm chìm thì Sid vơ vét hết vàng bạc của đám quý tộc. Bài nhạc kết thúc, cả đám quý tộc hò reo. Họ gọi Sid là thiên tài âm nhạc. Lúc này Sid nhìn thấy một cái nhẫn ở trên người tên Gem. Thế là cậu chôn luôn. Chẳng mấy khi đến lâu đài, nên Sid sẽ đi tham quan một vòng. Cô hầu gái này tên là Margaret, cô ấy sẽ dẫn Sid đi, cô ấy từng là người hầu của công chúa Rose. Cả hai cứ thế cùng nhau đi tham quan lâu đài, cô ta cứ tỏ vẻ rất thích Sid, vì cậu đánh bản nhạc lúc này hay vừa lờ. Nếu cậu trở thành nghệ sĩ riêng cho quý tộc, lương một năm là 100 triệu Jenny. Hoặc cậu có thể vào nhà tôi, lương một năm là 50 triệu Jenny. Nhưng nếu thuyết phục được cha tôi thì sẽ tăng lên 70 triệu. Cô ấy đang cố gắng gạ tên Sid. Sid hỏi cô ấy là công chúa Rose hiện tại đang ở đâu. Margaret nói, tôi rất ghét Rose. Tôi là người chăm sóc của cô ấy từ trước cả khi cô ấy đi du học ở Midgar. Tuy đã thay đổi một chút và trở nên hứng thú với một thứ magic như kiếm thuật, nhưng cô ấy vẫn hiền từ, thông minh và được mọi người yêu mến. Nhưng rồi một hôm cô ấy đã giết cha của mình, vì cô ấy mà đất nước này đã trở nên hỗn loạn. Nhưng nếu cậu muốn biết thì tôi cũng sẽ thành tâm trả lời, Rose đang bị giam ở trên tháp Tây. Lúc Sid rời đi thì gặp một tên to tướng, hắn là ma kiếm sĩ, hắn đang cay cú vì Sid thản nhiên đứng đây tán gái. Hắn nói hắn và Margaret đang yêu nhau rất sâu đậm, ngày nào, hắn và cô ấy cũng đến bậc cầu thang này để xác nhận tình cảm của nhau. Khi hắn nhìn, Margaret sẽ lập tức quay đi chỗ khác. Hắn nghĩ đó là do xấu hổ, nhưng cái mặt này mà hắn kêu xấu hổ thì tao cũng chịu. Đúng là thánh ảo tưởng. Chuyển cảnh đến công chúa Rose, cô thầm nghĩ, cô đã bảo vệ được mẹ, nhưng mà đất nước này. Shadow Garden đang hành động, rồi cả giáo đoàn Diablos. Trong tương lai gần, đất nước này sẽ trở thành chiến trường cho hai tổ chức đó. Lúc này cô thấy Sid đang trèo lên đây, Rose cứ thế ôm lấy cậu, tôi nhớ cậu quá. Sid hỏi Rose về vụ kết hôn, nó là giả đúng không, nhưng Rose nói đó là sự thật. Cô sẽ kết hôn với tên Gem. Sid nói, chúng ta thật giống nhau. Chị đã trở thành ma kiếm sĩ, một thứ bị đất nước này dè bỉu. Một con đường cô độc, bị xung quanh phủ nhận, không được ai thấu hiểu. Nhưng chị vẫn sống đúng với lẽ sống của mình. Em cũng giống chị, em cũng có một giấc mơ mà không ai thấu hiểu, em hiểu được cảm xúc của chị hơn ai hết. Rose nói, tôi hiểu giấc mơ của cậu, dù cho thế giới có chối bỏ thì tôi cũng thừa nhận. Nhưng thế giới này họ nói em ngu ngốc, đầu óc có vấn đề. Chị Rose, chúng ta đang cố gắng sống theo lẽ sống của mình. Dù là trở ngại nào hay bị ai chối bỏ chúng ta vẫn tiếp tục. Nhưng hiện tại chị đang đi lệch khỏi lẽ sống đấy. Chị đã đâm hôn phu và giết cha của mình. Em sẽ không hỏi lý do, nhưng em tin rằng chị làm thế là vì chị đang sống vì lẽ sống của mình. Nhưng tại sao lúc này chị lại thay đổi lẽ sống, kết hôn với hôn phu mình từng đâm thì khác nào bẻ cong lẽ sống? Chẳng phải chị đã luôn cố gắng theo nó sao, sao lại bỏ cuộc vào lúc này? Rose nói, xin cậu hãy quên tôi đi và sống thật hạnh phúc. Đó là nguyện vọng duy nhất của tôi đấy. Tối đến, tên Gem đến gặp Rose. Hắn nghe thấy có tiếng nói chuyện ở đây. Hắn túm lấy cổ của Rose mà nói, cô nên cẩn thận cái mồm, mạng sống của mẹ cô phụ thuộc vào thái độ của cô đấy.
Rose chỉ biết cắn răng mà tuân lệnh. Sid núp ở ngoài đã nghe hết câu chuyện. Cậu lấy cái nhẫn này ra, cậu nghĩ đó là nhẫn đính hôn của tên Gem. Số 559 đang báo cáo nhiệm vụ với Epsilon, đây là lần đầu tiên 559 thất bại. 559 nói sẽ lập tức trừ khử số 666 ngay. Epsilon nói, còn quá sớm để kết luận đó là phản bội. Lòng trung thành của cô rất đáng khen, nhưng mà vẫn có lúc làm quá. Một ngày nào đó tôi sẽ để cô đứng ở vị trí chỉ ở sau thất ảnh. Đừng làm tôi thất vọng. Ngài Shadow đã tiếp nhận vụ này, có lẽ ngài ấy có mục đích gì đó. Vụ của Rose cứ để ngài Shadow lo, vấn đề hiện tại là chiếc nhẫn tìm thấy ở tàn tích. Nếu không cẩn thận chúng sẽ mở được khóa mất. Bông hồng đen là thứ nguy hiểm. Vương quốc Orianna một thời từng suýt bị tuyệt diệt. Trong một đêm đã tiêu diệt 10 vạn binh lính Veganta đang tiếp cận vương đô. Lần này, sức mạnh của bông hồng đen có thể sẽ hủy diệt vương quốc này. Lúc này Sid bước từ trong ra, Epsilon cứ thế lao đến mà massage cho chủ nhân. Trong mắt số 559 thì Sid như là thần thánh vậy. Sid nói, vụ của Rose có thể coi là xong luôn rồi. Đúng là ngài Shadow, làm cái gì cũng nhanh gọn lẹ. Tên Gem lúc này đang nói chuyện với một người tên là Modres. Modres nói, bằng cách lấy sức mạnh của bông hồng đen, vị thế của giáo phái sẽ trở nên vô cùng vững chắc. Một căn phòng bí ẩn đang nằm giữa hai vách núi, hình như nó là phòng thí nghiệm của giáo đoàn. Zeta đã đột nhập vào đây, cô đang tìm kiếm tên nhân diệt ma kiếm của giáo đoàn Diablos. Và Zeta cũng đang tìm kiếm món đồ này nhưng vẫn chưa tìm thấy, nếu không tìm được đất nước Orianna sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này một tên đánh lén phía sau, Zeta đã xin nhẹ cái đầu hắn. Tuy không tìm được những thứ đó, nhưng tất cả vẫn đang diễn ra theo ý của chủ nhân. Ở hoàng cung của Orianna, Epsilon đang trổ tài đánh đàn của mình khiến cho bọn quý tộc say đắm trong âm nhạc. Sid đang nghĩ về chuyện mẹ của chị Rose đang bị bắt làm con tin, nên chị ấy không thể tự do hành động, chỉ cần Sid trở thành chúa tể bóng tối và giải cứu con tin. Khi đó Rose sẽ thoát khỏi xiềng xích, và sự ra đời của bá vương trong truyền thuyết sẽ gần hơn một bước. Bỗng nhiên Margaret tiến sát vào Sid, cô liên thuyên đủ thứ trên đời, túm cái váy lại là Margaret đang gạ tên Sid. Margaret còn cho rằng Epsilon đang hủy hoại tài năng của Sid. Epsilon nghe thấy thì cũng nhào vào mà cãi nhau. Cả hai vẫn cứ đang cãi nhau mà không hề hay biết Sid đã chuồn đi rồi. Sid đến bên cây đàn và đánh lên một bản nhạc cực kỳ hay. Khi âm nhạc cậu vang lên mọi thứ như chìm vào hư vô. Ở đất nước này chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mà người trong lâu đài này chẳng thấy lo lắng gì cả. Epsilon nói, quý tộc ở đây ghét bạo lực và yêu nghệ thuật, đó là lịch sử của Orianna, tất cả do bông hồng đen. Sid nghe thấy bông hồng đen thì có vẻ rất hứng thú. Nhưng dù hứng thú với bông hồng đen, nhưng trước hết phải cứu hoàng hậu Jaina đã. Nhưng khi Sid nhìn vào phòng của Jaina thì cậu phát hiện tên Gem và hoàng hậu Jaina đang ăn cháo lưỡi. Hắn nói sau khi kết hôn với Rose thì sẽ công bố chuyện tình với Jaina. Jaina còn bảo tên Gem là xong việc thì hãy giết Rose và kết hôn với mụ ta. Sid không thể ngờ đến cảnh này, Rose lúc này đang suy tư ở trong phòng một mình, dù sao thì cô cũng phải cứu mẹ. Bỗng nhiên lúc này Shadow xuất hiện, Rose ngạc nhiên mà hỏi, ngài đến để giết tôi ư, tôi đã phản bội lại ơn nghĩa của ngài, tôi thành thật xin lỗi. Shadow nói, ta sẽ cho cô thấy sự thật. Tên Gem và hoàng hậu Jaina đang ân ái ở trong phòng, hoàng hậu Jaina đã chuốc thuốc hoàng đế, bà ta còn muốn giết cả con gái của mình là Rose nữa. Rose đã chứng kiến hết mọi thứ, cô khóc lên một cách sặc sụa. Không thể ngờ người mẹ mà cô yêu thương lại là kẻ đã hãm hại cha cô. Rose lúc này đã ngất đi vì sốc. Shadow đã đưa cô về phòng, lúc tỉnh dậy, Rose tự hỏi, vì cái gì mà cô đã giết cha? Rose không thể ngừng khóc, miệng cô cứ gọi tên của Sid. Bỗng nhiên lúc này một bản nhạc piano văng vẳng đâu đây, hóa ra ở bên ngoài ban công, Sid đang đánh lên khúc nhạc mà cậu yêu thích nhất. Rose nói, Sid, hãy cùng tôi chạy trốn khỏi đây. Tôi đã giết cha, bị mẹ phản bội tổ chức và bị toàn dân của vương quốc từ bỏ. Nhưng chỉ có một mình Sid là ở bên tôi cho đến cùng. Sid đáp, em thích bản nhạc này, bởi vì nó khiến thế giới dễ nhìn hơn rất nhiều. Em đã chia thế giới thành hai nữa, những gì quan trọng và những gì còn lại. Nếu không làm thế thì giấc mơ không thể thành sự thật. Thời gian là hữu hạn, sức lực là hữu hạn. Thế nên em tập trung tất cả vào những gì quan trọng và cắt bỏ những gì còn lại. Hãy le lói như ánh trăng là hợp với thế giới của chúng ta nhất. Dưới ánh trăng, chúng ta sẽ chỉ thấy những gì quan trọng. Lúc này giọng của Sid bỗng nhiên khác lạ. Cậu ta nói, vì thế, tại thế giới được ánh trăng soi chiếu, ngươi nhìn thấy điều gì? Rồi cậu biến mất. Sid còn để lại một chiếc nhẫn trên ghế. Đó là nhẫn kế thừa. Hóa ra không phải là cố ý để lại, mà thằng Sid đã làm rơi. Về nhà tìm thấy mụ nội mà không ra. Thôi thì đi tắm cái đã. Epsilon cũng ở đây, cô sẽ kỳ lưng cho Sid. Nhìn vào tâm hồn của Epsilon, Sid thốt lên, đã tiến hóa đến mức trông giống hệt như thật rồi sao? Sid bắt đầu chém gió về việc của Rose. Cậu nói cậu đã giao chìa khóa cho Rose và lễ kết hôn, trận quyết chiến sẽ xảy ra. Cuối cùng thì cũng đến lễ kết hôn của Rose và Gem. Người dân đang biểu tình rất nhiều, họ không chấp nhận Rose.
binh lính không ngần ngại mà xả đạn vào dân thường. Tên Gem thì đang vui mừng vì cuối cùng khoảnh khắc này cũng đến. Tên Gem thầm nghĩ, nhờ con ả ngu ngốc đó mà hắn đã biến quốc vương thành con rối, nhưng mà tên Gale đã thao tác lên cái nhẫn một thứ gì đó. Chủ nhân của chiếc nhẫn đã được chuyển từ quốc vương sang công chúa Rose. Để trở thành chủ nhân của chiếc nhẫn, tên Gem phải kết hôn với Rose và kết hợp máu của hắn vào trong hoàng tộc. Lúc này hắn mở cái hộp ra, bên trong chả có thứ gì cả. Hắn cuống cuồng lên, lúc này tên Mordred gọi đến, hắn nói đã điều chỉnh xong, sau khi xong việc, ghế thứ 12 trong hiệp sĩ bàn tròn sẽ thuộc về tên Gem. Tên Gem lúc này hoảng sợ tột cùng, nhưng hắn vẫn để buổi lễ diễn ra bình thường. Rose lúc này tiến lên lễ đường, Sid là người đảm nhiệm việc âm nhạc cho buổi lễ này. Bỗng nhiên Rose nói, ta từ chối kết hôn với tên Gem. Ta đã giết vua, phản bội đất nước, gia nhập một tổ chức của thế giới ngầm. Không có gì phải biện hộ, ta thừa nhận tất cả, nhưng ta muốn giải quyết dứt điểm ở đây. Công tước Gem, ông đã chi phối cha tôi, gian dối với hoàng hậu với âm mưu lật đổ đất nước. Rose đeo chiếc nhẫn kế thừa vào tay, một tia sáng từ chiếc nhẫn bắn thẳng lên trời. Hình ảnh của quốc vương được chiếu cho tất cả mọi người xem. Hỡi toàn thể thần dân của vương quốc Orianna, khi mọi người nghe được những lời này, có thể ta đã không còn trên cõi đời này nữa. Tâm trí của ta ngày càng mơ hồ, lý do tâm trí ta hao mòn là do thuốc. Bằng cách nào đó ta không rõ, ta đã nhờ phu nhân của mình là Jaina đổi các bữa ăn, nhưng cũng vô ích. Nhưng ta biết thủ phạm là công tước Gem. Vương quốc Orianna đang bị một tổ chức khổng lồ đằng sau hắn chi phối. Nếu chẳng may ta có mệnh hệ gì thì không phải lo. Tương lai của đất nước, ta sẽ giao cho người mà ta tin tưởng nhất, con gái ta, Rose Orianna. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, ta mong mọi người hãy tin tưởng con bé. Con bé chắc chắn sẽ dẫn dắt đất nước theo con đường đúng đắn. Rose, ta giao tương lai của đất nước cho con, ta yêu con. Tất cả quý tộc ở phía dưới hét lớn, hãy trả vương vị cho công chúa. Là công chúa của Orianna, là người được giao phó tương lai của đất nước, ta Rose Orianna, tuyên bố tử hình công tước Gem. Bỗng nhiên đầu của tên Gem bị chém lìa ra, nó lăn về phía hoàng hậu Jaina. Chưa kịp phản ứng thì đầu của Jaina cũng bay theo. Hóa ra đó là do tên Mordred ra tay, hắn giữ thế thứ 9 của hiệp sĩ bàn tròn và được biết đến với cái tên là Nhân Diệt Ma Kiếm. Và thứ Zeta đang tìm kiếm cũng nằm trong tay hắn. Hắn kích hoạt cái đó, chiếc nhẫn của Rose bỗng nhiên có tín hiệu, nó bắn ra tia sáng lên trời. Phía trên bầu trời một áp lực kinh khủng đè xuống mặt đất phá vỡ mọi thứ. Lẽ nào đó là bông hồng đen? Tên Mordred nói, đây là chân tướng của truyền thuyết, thứ đã hủy diệt 10 vạn chiến binh của đế quốc Veganta trong một đêm. Hắn kích hoạt cái máy trên tay, một con rồng bay ra từ trong hoa hồng đen. Đó là Ragnarok, vị vua vĩ đại của ma giới thứ tư. Nó cứ thế càn quét tất cả mọi thứ. Bỗng nhiên cánh tay của Ragnarok bị chém đứt. Một tiếng nói vang lên, bông hoa hồng nở trên bầu trời, con rơi bùng cháy, dải ánh sáng xới tung mặt đất. Cái nào cũng hiếm đấy, nhưng thật là xấu xí. Mở đầu tập 12 với tựa đề là Tối Cao, Alpha nhận được tin báo là bông hồng đen đã được kích hoạt, cô nói, sự hủy diệt trước kiến tạo đã bắt đầu. Nhưng cũng không sao cả, bởi vì ngài Shadow đã có mặt ở Orianna. Con Ragnarok lúc này triệu hồi ra rất nhiều con quái thú. Tên Mordred bình thản mà nói, khá khen cho ngươi đã đả thương được Ragnarok, rốt cuộc ngươi là ai? Bọn ta là Shadow Garden, lẩn khuất trong bóng tối và săn lùng bóng tối. Con Ragnarok này có khả năng phục hồi rất nhanh, nó đã phục hồi lại cánh tay bị Shadow chém đứt. Shadow Garden cũng bắt đầu hành động, Shadow bảo Rose hãy đi đi, cô có việc cần làm mà. Shadow lao thẳng về phía con rồng, một tay chặn đứng cả đòn đánh của nó. Tên Mordred nói Shadow quá tự tin vào sức mạnh của bản thân, đúng là ngu ngốc. Ngươi sẽ sớm biết vị trí của mình thôi. Lúc này Beta và Epsilon cũng đã đến đây, tên Mordred tung một đường kiếm vô hình về phía họ, đúng là Nhân Diệt Ma Kiếm. Beta nói, đó là ma kiếm Invisible, một di vật cổ đại của Elf có lưỡi kiếm vô hình. Cướp thành quả của người khác rồi ra vẻ tự hào, đúng là cách làm của giáo phái Diablos. Ngay cả áo giáp và áo choàng của Mordred cũng là di vật luôn. Cả hai phe cứ thế mà lao vào choảng nhau. Khi thấy đòn đánh bằng ma lực của Beta và Epsilon, Mordred thốt lên, nhát chém bằng ma lực, lẽ nào đó là một di vật mà mình không biết sao? Beta đáp, đừng dùng mấy thứ đó mà so sánh với tri thức của bọn ta. Phía trong lâu đài những con quái thú đang tấn công người dân vô tội. Rose một kiếm liền có thể kết liễu quái thú ngay lập tức. Phía bên ngoài lâu đài thì người của Shadow cũng đang tiêu diệt mấy con thú kia để cứu người. Lúc này Margaret chạy đến phía Rose. Rose bảo Margaret mở cửa tầng hầm dưới vườn hoa, nơi đó rất vững chắc. Hãy sơ tán người trong lâu đài vào đó. Rose sẽ tập hợp các kỵ sĩ trong vương đô lại. Ít nhất cũng phải cố gắng để sơ tán người dân. Margaret cúi đầu mà nói, tôi đã hiểu rồi, hãy giao việc ở đây cho tôi, xin hãy làm những gì người cần làm. Rose bệ hạ, Shadow thì vẫn đang chơi đùa với Ragnarok, cậu khá thích thú với dị giới. Chỉ một con rơi ở đó thôi mà cũng sở hữu sức mạnh vượt xa tưởng tượng thế này. Sau khi chơi đùa xong,
Shadow dùng các sợi tơ trói chặt con Ragnarok đó lại. Bầu trời này thuộc quyền kiểm soát của ta, hỡi dã thú, hãy khắc sâu điều đó vào trong cơ thể. Hiện tại những kỵ sĩ đã tổ chức đội tìm kiếm bên trong vương đô. Những con ma thú ở nơi đây sẽ giao lại cho Shadow Garden. Hãy tập trung vào việc sơ tán người dân. Shadow đang đối phó với Ragnarok, chỉ còn mỗi kẻ mang tên Mordred. Rose chưa dứt câu thì tên Mordred đã nằm bẹp dí trước mặt cô rồi. Beta và Epsilon đã hạ hắn một cách dễ dàng và cướp đi thanh kiếm vô hình của hắn. Tên Mordred tuy bị thương nặng, nhưng hắn vẫn tin vào sức mạnh của Ragnarok sẽ hủy diệt tất cả. Epsilon cười mà nói, nếu vậy thì bọn ta sẽ đợi xem. Trong lúc đó ta có một vài câu hỏi cho ngươi. Hãy nói ra toàn bộ thông tin về bông hồng đen, về quái vật và về giáo đoàn đi. Rõ ràng là tên Mordred sẽ từ chối. Nhưng Epsilon lại nói, nếu người chắc chắn Ragnarok sẽ thắng thì đâu thành vấn đề, hay là người sợ Ragnarok sẽ thua. Thế là tên Mordred cứ thế mà nói hết. Các ngươi biết bên ngoài thế giới này còn vô số thế giới khác chứ? Không phải là vũ trụ và các vì sao, nó là chiều không gian khác. Chúng ta gọi những thế giới đó là ma giới. Ví dụ như thế giới băng, nơi băng bao phủ toàn bộ mặt đất, thế giới độc, nơi sinh vật không thể sinh sống và thế giới lửa, nơi lửa luôn bùng cháy. Rồi có cả thế giới của những quái vật sở hữu ma lực cực lớn. Những thế giới đó đang xoay quanh một điểm trung tâm. Và thế giới của chúng ta cũng là một phần trong chu kỳ đó. Hiện tại thì bọn ta vẫn chưa biết ở trung tâm đó là thứ gì. Vấn đề là có vô số thế giới đang xoay quanh nó. Chúng cứ xoay và rồi sẽ có lúc va chạm với nhau. Vào khoảnh khắc đó những thế giới sẽ kết nối với nhau. Theo kết quả khảo sát địa chất từ thời cổ đại, trước một thời kỳ nhất định thế giới này không hề có ma lực. Nó trùng khớp với thời điểm va chạm với ma giới. Nói cách khác, ma lực ở ma giới đã chảy vào thế giới này. Kết quả là hệ sinh thái đã có thay đổi lớn, điều đó dẫn đến sự suy thoái của rồng. Khoảng 10 triệu năm trước, chúng đã không thể thích nghi với ma lực chảy vào từ ma giới. Và một giống loài thích nghi được với môi trường mới đã thay rồng thống trị thế giới. Đó chính là con người. Nhưng giả thuyết này vẫn còn nhiều nghi vấn. Ví dụ như con người có phải cũng là một sinh vật từ thế giới khác hay không? Vẫn còn rất nhiều bí ẩn xoay quanh chúng ta. Quái vật, từ thời xa xưa, rất nhiều thứ chảy từ các ma giới vào thế giới này và ngược lại. Điều đó được chứng minh bởi hiện tượng mất tích thần bí, rất lâu về trước có một quốc đảo tên là Atlantis. Đã đột nhiên biến mất, rốt cuộc nó đã biến đi đâu? Epsilon hỏi tiếp, vậy thì ma nhân Diablos cũng đến từ ma giới sao? Mordred nói, Diablos là một thực thể xuất thân từ thế giới này. Nhưng nguồn gốc thì khác, sinh vật mà Diablos được dựa vào có xuất thân từ ma giới. Bọn ta gọi thế giới đó là ma giới thứ nhất. Hoa hồng đen chính là cánh cổng nhân tạo để đến ma giới. Ngày xưa vương quốc Orianna cũng đã tình cờ mở được cánh cổng. Và xóa sổ 10 vạn binh sĩ Veganta đang bao vây vương đô chỉ trong một đêm, sau đó quái vật đã tràn xuống từ cánh cổng và ăn thịt con người. Thế nên bọn ta đã đóng cánh cổng và cứu họ. Vậy thì trả ơn cho bọn ta là đương nhiên. Bằng máu của hoàng tộc và lần này là Rose. Dòng máu có ma lực cao ngay cả trong số các hoàng tộc là Rose. Đúng ra phải được dâng cho giáo phái từ khi mới sinh ra. Nhưng lão vua ngu ngốc đó đã từ chối. Vậy nên bọn ta đã quyết định xóa sổ đất nước này. Lúc này cánh tay của Ragnarok rơi xuống đè trúng đầu của tên Mordred. Con Ragnarok đã bị Shadow hủy diệt hoàn toàn. Tên Mordred hoảng loạn mà nói, Ragnarok là thể ma lực lớn nhất từng quan sát được trong lịch sử, lại bị tên đó giết chết sao? Nó là thần thoại sống, bảo vật từ chiều không gian khác cơ mà. Tất cả việc dọn dẹp quái thú xung quanh cũng đã xong xuôi rồi. Tên Mordred lúc này chui người hắn vào trong cánh tay của Ragnarok. Cơ thể của hắn lúc này đã hợp thành với cánh tay của Ragnarok. Shadow thở dài mà nói, ngay cả dã thú còn nhận ra sự chênh lệch sức mạnh đấy, ta ban cho ngươi danh hiệu, thua cả Delta. Shadow cứ thế mà bón hành cho tên Mordred. Hắn bị Shadow đánh bay lên rất cao. Shadow nói, từ thời xa xưa để cảnh báo con người trên mặt đất, thần linh đã thả sấm sét xuống. Con người thấy sức mạnh ở trên bầu trời đó và khao khát nó. Và sau rất nhiều nghiên cứu, cuối cùng con người cũng đã có được nó. Nói cách khác, đó là năng lượng hạt nhân. Hạt nhân sẽ tạo ra một vụ nổ cực kỳ lớn. Thứ sức mạnh hủy diệt vượt qua cả bầu trời sẽ có ngày rơi xuống trái đất bình lặng này. Chính là thứ ta phải vượt qua. Sau khi nhìn và cảm nhận nơi này, ta đã một lần nữa nhận ra điều mình cần làm. Trò chơi kết thúc nhé. I am Atomic. Vụ nổ khiến cả dải ngân hà phát sáng, nó lấn át luôn ánh sáng của mặt trời. Tất cả mọi người ở trên trái đất đều cảm nhận được ánh sáng đó, nó chiếu rọi tất cả mọi thứ, biến bóng đêm cũng trở nên sáng rạng. Sau khi đánh bại tên Mordred, thì Shadow phát hiện có một cái hố đen. Cậu tò mò và chạm tay vào, thế là bị nó hút vào bên trong luôn. Đây là thế giới của kiếp trước của Sid. Đây là Nishino, hiện tại cô ấy cũng đã 20 tuổi rồi. Có vẻ như đã có chuyện gì đó xảy ra với thế giới này, nhìn nó rất là hoang tàn. Có một cậu con trai mà Nishino rất ghét.
điểm số thì dưới trung bình, vận động cũng dưới trung bình. Diện mạo thì tầm thường, thật sự chẳng có gì đáng nhớ.